Đây cháu hướng dẫn bà với mọi người cùng dùng điều hòa nhé. Đây nút tắt bật nguồn nhé. Đấy. Điều hòa Samsung này. Bật này. Rồi. Bật thì bật đấy bật nút đỏ bật một lần thôi là nó lên này. Đấy, nó lên rồi. Vì mình đang để chế độ fan, fan tức là quạt này. Quạt tức là quạt gió thông thường giống những cái quạt khác thôi. Cho nên là nó sẽ hiện tận 31 độ này. Đấy. Nhưng bây giờ bà muốn làm mát đúng không ạ? Muốn làm mát thì bà phải chuyển sang một cái chế độ nào đó. Đó là chế độ cool. Đây là nóng này. Nóng thì mình cũng điều hòa này không có thì mình bỏ qua này. Auto là tự động này. Đây cũng là chế độ mát này. Nếu mà bà không biết thì bà cứ để cái chế độ có chữ AU này này. Cũng được này. Nhớ chưa? Đấy, AU này xong mình tăng lên nhiệt độ một chút này. Tùy chỉnh này. Con này chế độ tự động nó vẫn có thể cho tự động 24 độ, tự động 26 độ. Đấy. Còn nếu mà mình muốn làm mát nữa này thì mình ấn lên là một lần nữa này. Ấn vào cái chữ mode này. Gọi là mode đấy ạ, chữ mode để ấn một lần nữa này. Đấy, thì nó sẽ hiện 18 độ này. 18 độ này. Trên màn hình nó cũng sẽ hiện 18 độ luôn này. Đấy ạ. 18 độ rồi đấy. Vâng vâng, đấy 18 độ nhá. Vậy vậy là khi mà bây giờ mình muốn mát nhanh đúng không? Mình mới đi làm về hoặc là gì đó mình muốn mát nhanh thì ấn vào chữ phát này. Chữ phát này. Để làm mát nhanh này. Ấn vào đây. Đấy. Đấy, nó sẽ hiện trên màn hình luôn. Đây là hiện chữ phát luôn, là mát nhanh nhất rồi. Không điều chỉnh được nhiệt độ nữa rồi. Đấy, tức là mình rét hết cỡ rồi, mát hết cỡ rồi đây. Thì trên này nó sẽ là thấp nhất của nó là 16 độ rồi. Chế độ này thì mọi người không nên bật quá lâu, quá nửa tiếng. Bởi vì nó là gọi là như kiểu mình đi xe tăng tua hết cỡ. Đấy. Rồi, khi là mà mình muốn cho lại chế độ bình thường thì mình lại phải ấn trở lại nó một lần nữa vào đây. Vào phát này. Đó, thì lúc bây giờ mình mới tăng được nhiệt độ này. 18. Thì mình mới tăng được nhiệt độ 19, 20, 21, 25, 24, 25. Thường mùa hè thì mình nên để khoảng từ 24 đến 26 độ. Đấy. Dạ, còn nếu mà đêm mình muốn ngủ ngon thì mình để về chế độ tiết kiệm điện, có cái ổ cắm này này. Một số con điều hòa nó có cái nó gọi là chế độ tiết kiệm điện này. Ấn vào đây này. Đấy nhá, giả sử nó đang là cháu đang giả sử nó là 18 độ đi, cho nó đây, 18 độ này. Thì ấn này. Đấy, cháu ấn tiết kiệm điện phát thì tự động nó sẽ chuyển nhiệt độ này. Đấy, màn hình nó sẽ chuyển này. Đó, 25 độ này. Đấy, bạn nhìn thấy ở trên màn hình cũng hiện 25 độ này. Đúng không? Chế độ này thì nó sẽ tiết kiệm điện này. Đấy. Và nó quay nhẹ nhàng hơn, nó không bị rét, không bị lạnh vào người mình, nó không bị thúc lạnh vào người mình. Còn những cái chế độ này là tăng quạt này. Đấy, tăng quạt này. Ví dụ như mình muốn tăng cái quạt nó nhanh hơn lên, tít hơn lên. Đấy, nó có cái vạch ở góc màn hình này. Đấy. Còn hai cái nút này là nút tăng giảm nhiệt độ này. Đấy, mình tăng này, cộng thì tăng mà trừ thì giảm này. Thế còn đây là ký hiệu mà để mình gạt ngang này. Đấy nhá. Ví dụ nhá, cháu ấn cái này trên trước này. Đấy, ví dụ như là cháu muốn cho nó dừng này. Đó, đấy là cái gọi là cái vớt gió ở ngoài đây này, đấy nhá. Đấy, cái lên lên xuống xuống này, đó. Bà để ý cái chín thôi. Rồi, muốn thúc cái gió xuống đây thì cho lên, trong đây. Còn cái trong này này, cái này này, thì nó sẽ là cái ở bên trong của nó ấy. Cái đen đen ở trong này, mọi người không nhìn thấy đâu. Đây, khó nhìn. Nó có cái hàng đen đen ở trong đấy. Thì để cho nó mảnh gió đi, cho nó thúc vào người, nếu mà ngủ với trẻ em và người già thì tốt nhất là mảnh nó đi. Đấy, khi phòng nó đã mát thì nó sẽ mát tất mà. Nó không bị thúc gió vào người. Về cơ bản những cái tính năng đấy là những tính năng cơ bản. Còn những cái tính năng chuyển nhiệt độ F sang độ C không bằng. Với lại hẹn thời gian thôi. Ai thích sử dụng thời gian thì hẹn thời gian. Thế thôi mà. Nó cũng đơn giản thôi. Mọi người xem đi xem lại là sẽ hiểu.